Trường Dương xin chào cô chú, các anh chị và các bạn đã xem kênh của Trường Dương. Thì hôm nay Trường Dương sẽ tổng hợp lại cái ngon chùa Bần Khởi Doan cho cả nhà xem. Đây là các quan viên của chùa Bần Khởi Doan đang khởi động tại nhà sông Hát Rô sẽ được gần hòa ông Bắc 2023. Thì Dương làm tất cả không gian rồi, nhưng mà gian của Bần Khởi Doan thì Dương chưa làm tổng hợp cho cả nhà. Hôm nay Trường Dương sẽ làm tổng hợp lại các trận thi đấu và tổng hợp cả nhà có để ý trên ghe ngon của Bần Khởi Doan không? Đây là lúc chưa sơn lại ghe và đang chậm chạp những ngày đầu. Và đây là lúc dây ngô của chùa Bần Khởi Doan đã sơn lại và thằng ốc đã biến mất. Các bạn đi tập rất là mạnh mẽ, cả nhà rất là sôi nổi và thành tích thì hôm nay của Bần Khởi Doan như thấy vào sáu. Phát sao không thấy thằng ốc của dây ngon chùa Bần Khởi Doan, thì lúc đập thì có nhưng mà ghe đem về sơn lại ngã nhà và có không có thằng ốc đó. Nên ghe năm nay mới rất là mạnh. Thank you.
Trường Dương không ở trong tình trường riêng nữa thì đánh đánh đã đi rồi cho con một chút mất con thì đâu như thế nào thì kể được một con một cái ba ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.